Cập nhật mới nhất, giá VinFast Lux A2.0, giá thấp nhất chỉ 590 triệu đồng, khách không cần tìm voucher, sản xuất năm 2022. Sau VinFast pha điều, một số đại lý VinFast tiếp tục rao bán lô Lux A2.0 cuối cùng với mức giá giảm sâu. Cụ thể, một tư vấn bán hàng ở Hà Nội đưa ra mức giá 659 triệu đồng, 703 triệu đồng và 829 triệu đồng cho ba phiên bản tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp. Thậm chí, một đại lý khác ở Bắc Giang còn đưa ra mức giá 590 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Mức giá cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng đại lý. Do đây là chương trình đại lý đưa ra để bán hết số xe đã ôm hàng từ năm ngoái. Điểm chung là xe mới 100% sản xuất năm 2022 nhưng có ít lựa chọn về phiên bản và màu sắc. Lux A2.0 đã ngừng sản xuất từ tháng 7 2022 để nhường chỗ cho dạng sản phẩm của xe điện VinFast. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để khách hàng mua xe VinFast Lux A2.0 mới 100%. Người bán cho biết khách hàng không cần chuẩn bị vô chơi VinHome giống như những đợt giảm giá trước đây mà mua trực tiếp với giá đại lý bán ra. Giá bán trên chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số Mức giá trên được cho là khá hời khi VinFast Plus A 0 vốn có giá niêm yết là 881,7 triệu đồng, 948,5 triệu đồng và 1 tỷ 074 triệu đồng tương ứng với 3 phiên bản, tức người mua tiết kiệm được khoảng 250 triệu đồng đến 290 triệu đồng tùy từ từng phiên bản và từng đại lý. Đợt giảm giá lần này khiến VinFast Plus A 0 chỉ còn ngang ngửa với nhóm xe đàn hạng C trên thị trường, ví dụ như Hyundai Elantra giá 599 tới 799 triệu đồng, Honda Civic 730 đến 870 triệu đồng, Kia K3 709 đến 819 triệu đồng ta Corolla Altis giá từ 719 đến 860 triệu đồng. Hay Mazda 3 với 669 triệu đồng tới 759 triệu đồng. Ngoài mức giá dễ tiếp cận, VinFast Lux A.0 gây chú ý nhờ kiểu dáng của Pininfarina thiết kế, khung gầm và động cơ của Đức. Động cơ là loại tăng áp 2.0 lít 4 xi lanh cho công suất 174 mã lực và mô men xoắn 300 Nm, riêng phiên bản cao cấp dùng chung động cơ nhưng công suất 228 mã lực và mô men xoắn 350 Nm, hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau hệ thống an toàn và các tính năng thông minh được trang bị trên VinFast Plus A.0 bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh ABS, BA, EBD, cơ bằng điện tử ESC, hỗ trợ hành ngang dốc HSA, kiểm soát lực kéo TCS, cảm biến trước sau, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và 6 túi khí. Trong 8 tháng đầu năm 2022, VinFast Plus A.0 đạt tổng doanh số là 3.683 xe trước khi chính thức ngừng bán từ tháng 9. Cùng mốc thời gian kể trên, đối thủ ngang cỡ với tầm giá là Toyota Camry chỉ đạt doanh số 3.221 xe. Tiếp đến là Kia K5 đạt 1.301 xe, Mazda 6 đạt 787 xe và Honda Accord đạt 183 xe. Và anh em nào đang có ý định hãy nhanh tay nhanh chân vì đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể sổ xe VinFast Plus A.0 mới 100%. Cuối cùng anh em đừng quên đăng ký kênh để chờ đón những video thiết thực tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video sau.